Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán của Minh Trí. Trong cái thị trường hôm ngày 1 tháng 6, tuần đầu tiên ra ngày đầu tiên giao dịch của tháng 6, thì chúng ta có một phiên giao dịch nó diễn biến nó tương đối là giằng co. Cụ thể ở trong phiên sáng thì VN-Index cũng có lúc mà đã mình đứng đỏ khoảng 4 đến 5 điểm đúng không? Nhưng em cũng có nói với mọi người rồi, những cái phiên giao dịch nó giằng co như này là một cái điều xuất hiện, nó sẽ là hiển nhiên sẽ xảy ra trong một cái thị trường mà mới bứt phá như này. Nhưng mà mọi người thấy không? Đó, dù có những cái diễn biến như thế nhưng sao thị trường vẫn giữ được những cái mốc, cái hỗ trợ quan trọng là cái vùng mà cả ở một cái vùng hỗ trợ 1.073 đúng không? Khi mà chạm về vùng hỗ trợ ấy thì thị trường đã có những cái dấu hiệu hồi phục trở lại đúng không? Và hôm nay đã hồi phục đến mức giá xanh khoảng 3 điểm đúng không? Đó, và dòng tiền này quan trọng, cái dòng tiền nó chưa hề thoát ra khỏi thị trường và nó luôn luôn nằm trong những cái cổ phiếu mà gọi là leading của một số nhóm ngành. Chúng ta sẽ bàn trong phần sau của video. Ok, thì ba cái đến trước tại đây, thị trường nó có cái diễn biến nó tương đối là giống nhau, bởi vì nó thể hiện cái sự gì, đây là sự trao đổi cung cầu, cái vùng trao đổi cung cầu rất lớn của các nhà đầu tư đúng không? Và với cái diễn biến như vậy, thì cái việc mà dòng tiền nó luân chuyển các ngành nghề, một cái điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Và hôm nay là một cái hôm mà dòng tiền đã lựa chọn được diện nhóm ngành chứng khoán, rất là chứng khoán và nhóm ngành bất động sản. Đó, thì chúng ta đang nắm được cái cơ chế thị trường nó đang xoay chuyển, và chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược và cách đầu tư cho đối với từng mã cổ phiếu trong cái danh mục của mình. Và trong video này thì em sẽ phân tích một số ngành, một số nhóm ngành mọi người có thể là tập trung, hoặc là nếu mà đang có hàng thì nắm giữ tiếp. Ok, thì tại sao em đang view một cái thị trường nó rất là tích cực như vậy? Thì mọi người có thể nhìn ngay là cổ phiếu diện của cái VN Direct. Hôm nay là sao? Hôm nay là một cái phiên mà hàng về. Thực ra cả cái đoạn này là một cái đoạn hàng về của cổ phiếu chứng khoán VN Direct. Và với những cái thanh khoản nó đang lớn như vậy đúng không? VN Direct vẫn có thể đi lên tiếp được. VN Direct là cổ phiếu chứng khoán vốn hóa cực kỳ lớn, thực ra là lớn nhất, gần như là lớn nhất trong thị trường chứng khoán Việt Nam đúng không? So với cả SSI, so với cả vậy thôi, đấy là hai thằng mà gần như là lớn nhất trong chẳng nào lớn hơn được cả đúng không? Và mỗi mức cổ phiếu nó có mang cái tính chất thị trường đúng không, một cái tính chất lan tỏa như VN-Direct, nó đang có cái xung lực tốt như vậy thì khả năng dòng tiền nó sẽ để ý đến cái dấu hiệu như này và tiếp tục đổ vào thị trường đúng không ạ? Đó. Về vĩ mô thì chúng ta đang có cái câu chuyện là hạ lãi suất, mặc dù là thực tế nó cũng chưa tác động nhiều, nhưng chứng khoán luôn luôn đang phản ánh trước tương lai, và nó thể hiện cái kỳ vọng của nhà đầu tư thông qua những cổ phiếu chứng khoán là cái điều đầu tiên đúng không? Và những cái con cổ phiếu chứng khoán như VN-Direct nó là một cái tín hiệu gì ạ, tương đối là tin cậy để cho mọi người có thể dựa vào đó để đưa ra quyết định từ đầu tư của mình. Thì trước đấy thì những cổ phiếu như là FTX, như là BSI nó lên thì thực ra em không nghĩ là nó là một cái sóng ngành chứng khoán gì cả, nhưng mà đến lúc mà VN-Direct mà đã có sự bứt phá như vậy thì câu chuyện ở đây là chứng tỏ là tiền chứng khoán nó đang đang rục dịch rồi đúng không? Đó, nên là mọi người nên cân nhắc những cái dấu hiệu như vậy để có thể là có thể cảm thấy sự yên tâm hơn khi mà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ok, hôm nay dòng tiền vẫn đang tập trung ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Bất động sản thì mọi người có thể nhìn ở đây ạ. Hôm nay là nhóm ngành bất động sản đúng không? Đây, nhóm ngành bất động sản hôm nay cũng là một cái nhóm mà có dòng tiền vào. Một số phiếu tiêu biểu như là gì ạ? Novaland, như là DIG. Có thể là mọi người thấy nó không đồng đều ở đây, nhưng vì sao ạ? Vì hôm qua ấy, mọi người không để ý thì hôm qua một số cổ phiếu bất động sản nó chạy trước đúng không? Đó, một số cổ phiếu hôm qua bất động sản nó cũng đã có những cái bước tăng giá đầu tiên rồi đúng không? Và đến hôm nay những con nào hôm qua chưa tăng thì hôm nay bắt đầu tăng, còn những con nào hôm qua tăng thì hôm nay sẽ lình xình và đi ngang. Nó chứng tỏ là dòng tiền nó luân chuyển qua các cổ phiếu, qua các ngành nghề đó. Hôm nay VND là tăng nhất với SSI, xem nào. Thế là em nghĩ với cái nỗ lực của VND như vậy thì chắc chắn thì cái mức tăng của SSI cũng khá tốt. Đó, tăng 1,3% đối với cổ phiếu vốn hóa lớn thì ok rồi. Những con cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như là BSI chắc chắn là những cái con mà có cái mức tăng gọi là kinh khủng nhất, hoặc là FTS cũng vậy. FTS nào.
Ok, đó, trong phiên thì cũng có lúc tăng khoảng 4% và cái mẫu hình này nó cũng ngấp nghé vượt đỉnh rồi đúng không? Đấy, lại thấy cái diễn biến của cổ phiếu chứng khoán nó rất là nhạy với những cái thông tin như là vĩ mô, như là lãi suất đó, và cái những cổ phiếu nó sẽ thể hiện những cái kỳ vọng đầu tiên của các nhà đầu tư đúng không? Ok, ok thì dòng tiền nó đang luân chuyển đúng không? Nhưng mà hôm nay cái những cái nhóm ngành nó kiểu như là nó chưa đến đến lúc mà dòng tiền nó chuyển đến. Có một số nhóm như là gì ạ, nhóm đầu tư công FCN. Ok, FCN mọi người có thể nhìn thấy là FCN, mọi người đang nhìn thấy thế này nó đang lên như này thôi, nhưng nếu mọi người để ý một cái sâu xa hơn ấy, thì mặc dù quá trình đi lên của FCN nó tương đối là nhiều, từ mức giá 11 đến mức giá 15 nó đâu đó khoảng 30-40% rồi đúng không? Thì sao ạ, nó cái MACD của gì ạ, FCN nó chưa hề có một cái đỉnh nào trên MACD cả đúng không? Nhưng một cổ phiếu nó phổ thông cũng như đỉnh đấy, mọi người sẽ thấy là MACD nó rất là nhiều đỉnh, nhưng mà đối với FCN nó chưa có bất kỳ một cái đỉnh nào trên 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 MACD cả, thì khả năng con này sẽ tiếp tục nó thu hút dòng tiền sẽ rất là lớn trong tương lai đúng không? Và mọi người thấy nhìn thấy là những cái quá trình nó đi lên này, nó tích lũy nền này, thì nó diễn ra một cách tương đối, cái sự rung lắc nó diễn ra tương đối nhẹ nhàng, nó vẫn lình xình gọi là tăng giảm khoảng bảng cái trong cái biên độ 3% đúng không, bật một cái trần lên hôm nay hàng về đỏ cái mức này nó hết sức là bình thường đó. Ok, hay là gì ạ, những cái cổ phiếu ít gọi là dòng tiền nó chưa tham gia vào mấy, hoặc là nó có diễn biến giá yếu hơn so với những con đầu ngành như C4G, như là gì ạ, như là HHV đó, hay là gì ạ, HLCG đó, thì cũng đang trong quá trình gọi quá trình tích lũy đỉnh thôi, nó chưa có một cái dấu hiệu nào xấu cả đó. Nên là nếu mọi người đang cầm hàng những cái nhóm ngành như này thì mọi người có thể tiếp tục cầm hàng nhé đó. Ok, thì trong nhóm em thì em đang mua HCM, mua gì ạ, VCI, những cái mức giá em đưa ra nó sẽ mua VCI ở mức giá dưới giá 35, còn HCM loanh quanh giá 27. Thì tại sao em lại có cái tư vấn nó mua được cái mức giá nhân cao như thế, thì hoàn toàn là em sẽ dựa vào gì ạ, cổ phiếu VND. Với một cổ phiếu nó đồng ngành như vậy thì cái cửa mà chúng ta sẽ tiếp tục mua của cổ phiếu chứng khoán có lại là cái điều mà em khá là chắc chắn đúng không? Nó chiếm khoảng khoảng nó sẽ cơ hội chiến thắng nó sẽ khoảng 7-80% là chúng ta sẽ mua mua những cái con như vậy, nó sẽ có cái tỷ lệ chiến thắng đúng không? Đó. Nên là ngành chứng khoán nó sẽ tiếp tục là một cái ngành mà mọi người nên đầu tư vào. Đó, em có cái phân tích từ rất là lâu rồi. Nếu mà mọi người không phải là nhà đầu tư giỏi, không phải là cái người mà có thể nắm rõ câu chuyện các doanh nghiệp, thì mọi người mua thị trường lên cứ mua cổ phiếu chứng khoán là đó, cái đấy là điều hiển nhiên của thị trường Việt Nam, thị trường Mỹ nó đều diễn ra cái cơ chế như vậy cả. Bởi vì sao, khi mà thị trường lên thì nhà đầu tư đổ tiền vào, đổ tiền vào công ty chứng khoán được lợi thì giá của cổ phiếu chứng khoán tăng, đó là cái điều buộc phải diễn ra như vậy rồi đó. Nên là mọi người hình dung theo cái tư duy như vậy đó, để mọi người có thể đầu tư cổ phiếu chứng khoán nhé. Còn cổ phiếu bất động sản hôm nay cũng có vào một chút đây cho mọi người có thể xem cái tư vấn ở trong nhóm. Xem nào, Nam Long và HDC đúng không, và cả hai doanh nghiệp này. Thì tại sao em rất là thích cái Nam Long và HDC, mặc dù em không phải một cái fan của gì ạ, của cổ phiếu bất động sản đúng không? Mọi người thấy em nhiều khi em rất là ghét cổ phiếu bất động sản, bởi vì rất là nhiều doanh nghiệp nó có cái tính chất là hô hào cổ phiếu và gì ạ, làm ăn thì không bao làm ăn, và chỉ đi hô hào cổ phiếu. Cái con đấy thì mọi người chắc biết là con nào trong năm 2021, 2022 rồi đấy. Thì Nam Long HDC nó không phải dạng mô típ của hai con đấy, và thực sự ấy, nếu mà một người người nhìn cái cơ cấu lợi nhuận của hai thằng này, nó thực sự nó hưởng lợi rất nhiều từ cái sóng đất của năm 2021 luôn, và những cái sự hưởng lợi như thế nhé, nó còn là một cái vị thế để sao ạ, những cái doanh nghiệp khác đang gặp khó khăn về dòng tiền, nhưng hai thằng này thì không hề đúng không? Mọi người sẽ thấy Nam Long bán đây sẽ không hề, có nghĩa là nó chỉ bán hàng chậm thôi, nhưng còn tài chính nó là cực kỳ là ok đó. Nó bởi vì cái thặng dư của nó khi mà nó hưởng lợi từ cái sóng đất của 2021, đấy là nó bán được sản phẩm trong những cái thời điểm mà gì ạ, giá nhà ở đầu cái nhu cầu đầu cơ nó rất là cao đấy, thì hai thằng này đều là những thằng mà bán được. Ok, thì mọi người hiểu cái tư duy của em tại sao em chọn Nam Long và HDC nhá. Đó, Nam Long và HDC thì đều là những cái con mà cũng đang có một cái quá trình gọi là tích lũy tương đối là đẹp đúng không? Đó, HDC điều chỉnh vì gì ạ, Fibo bao nhiêu?
ADC nó đang có cái quá trình điều chỉnh về Fibo 0.5 đúng không? Đó, và đang có những cái dấu hiệu tạo đáy ở vùng này, và em sẽ mua luôn ở ngay cái vùng như này đúng không? Và đây là cái vùng điện hội tụ khối lượng rất lớn, và đây là cái vùng mà sẽ là hỗ trợ tiềm năng cho cổ phiếu. Đó, HDC cũng vậy. HDC là một con cổ phiếu à. Cổ phiếu sao? Cổ phiếu chạy sau so với những cái con bất động sản khác. Đó. Nên nhưng mà cái cơ hội đầu tư HDC theo em giá này nó vẫn còn, và cái câu chuyện HDC em đầu tư ở từ 2021 rồi, cái thời nó khoảng tầm hai mấy nghìn cổ phiếu, nó đánh cái 40.000 nó chia về cho có thời điểm mà HDC trên 100.000 đúng không? Đó, mà nó thực sự nó đến từ cái hoạt động làm ăn kinh doanh của HDC, mọi người hoàn toàn phải mọi người và cà phê mọi người xem lại cái lợi nhuận của HDC trong 2021 và tăng trưởng cái mức độ khủng khiếp như nào, và cái lợi nhuận đây là lợi nhuận từ bán dự án khác với những thằng khác, có thể là lợi nhuận đến từ việc đánh giá tài sản đúng không? Đấy, thì sự khác biệt nó chỉ nằm ở cái chỗ như thế thôi, nó nói lên tất cả về cái cách hoạt động của ban lãnh đạo, cái tâm nhìn của ban lãnh đạo đúng không? Ban lãnh đạo của HDC thì họ rất ít hô hào cổ phiếu, họ chỉ tập trung họ làm dự án rồi họ bán đúng không? Họ cũng không phải tham vọng quá như kiểu Novaland, họ vay nợ, họ làm nhiều dự án lúc mà họ hoạt động theo cái là họ làm đến đâu họ bán hết sạch đến đấy. Đó, đó là cái tư duy và cái tầm nhìn của bên HDC. Đó. Ok, hôm nay thì có một cái nhỏ cái họ cổ phiếu mà cũng làm mưa làm gió trên thị trường là họ anh là Tuấn đúng không? Tuấn Gelex. Đó. Gách hôm nay anh kéo trần, chưa biết cái câu chuyện của Gách đây là gì, nhưng mà em theo em đoán là thời gian vừa rồi ở đây ấy, mọi người thấy cái tin về năng lượng tái tạo nó rất là nhiều đúng không? Nó đang triển khai để đưa vào hoạt động, đưa vào vận hành chính thức rất là nhiều cái điện năng lượng tái tạo của các doanh nghiệp khác nhau, là tiêu biểu như là BCG, như là Galex này đúng không? Và đây COD rất là nhiều dự án Phùng, gọi là Phú Mỹ gì đó. Đấy, nhưng mà theo em đoán cái câu chuyện Galex nó vẫn xoay quanh cái câu chuyện mà được COD các dự án năng lượng tái tạo như vậy đúng không? Và cái đầu thị giá của Galex nó tăng trần với khối lượng 37 triệu cổ này, chứng tỏ là nó đang tăng rất là tốt đúng không? Tăng rất là tốt như vậy, cái khối lượng nó cũng đang thể hiện là dòng tiền đang thể hiện vào cổ phiếu Galex, chứng tỏ là họ này đang có những cái sóng mới đó. Nếu mà Galex trần ấy, thì VGC cũng sẽ đi theo, với VGC nó tăng khoảng 4,53%. Thì trong nhóm của em khuyến nghị cả hai cổ phiếu này đúng không? Đây là một cái tài khoản mà anh khách hàng mua theo cái khuyến nghị của em, mua Gách và mua gì ạ, mua EIB. Bây giờ câu chuyện của EIB nó cũng khá là liên quan đến câu chuyện Galex, nó một câu chuyện gọi là team nội bộ đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta hình dung là được thì EIB bây giờ gần như nó cũng liên quan rất là chặt chẽ đến Galex luôn đó. Sang những cái con khác như là VIX cũng sẽ tăng rất là tốt đúng không? Họ VIX còn tăng điên rồ nhất trong cổ phiếu họ Tuấn Nguyên. Điểm mua của khách bây giờ thì em nghĩ là không còn nữa, còn cái mọi người có hàng thì mọi người cứ cầm tiếp thôi. Cái điểm với một cái vol tăng trần như này, khả năng ấy là khách sẽ còn tiếp tục trần đó, có là cái tiếp tục sẽ là gì ạ, có thể tăng tiếp được. Đó, cái vùng đỉnh ở đây nó sẽ có một chút sự rung lắc nếu mà điều chỉnh nó không quá 3% đâu, nó vùng đỉnh khoảng 17. Nếu mà nó điều chỉnh không quá 3% thì mọi người vẫn có thể giữ tiếp, còn nếu mà điều chỉnh quá 3% thì mọi người bán giúp em 1/2 lượng hàng đúng không? Và điểm mua của Gách bây giờ em nghĩ không còn đẹp nữa đó. Nếu mà điểm mua của Gách nếu mà mọi người chỉ tham gia thì ít ra nó tiệm cận đến vùng đỉnh này, nó sẽ có nếu mà có một vài chương trình nếu mà ổn, nếu mà dòng tiền cứ vào nâng đỡ thì chúng ta mới có thể mua được. Còn bây giờ nếu mà mọi người đua giá gì, đua giá xanh thì khả năng lỗ rất là cao, bởi vì cái vùng đỉnh ở đây nó đã có rồi đó. Lưu ý giúp em con Galaxy nhá. Ok, thì thị trường đến đây, em xin phép tổng kết lại là mặc dù là gì ạ, thị trường mấy nay sẽ rung lắc nhưng cái view của em vẫn rất là tích cực đó. Vùng 3 phiên trở đây và khả năng phiên ngày mai sẽ là một cái phiên bứt phá để diễn phá vỡ cái sự đi ngang của 3 ngày giao dịch trong tuần này đó, thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào ngày mai và ngày thứ sáu đúng không ạ? Ngày không, chúng ta sẽ kỳ vọng vào ngày thứ sáu và ngày cuối tuần đúng không? Kỳ vọng vào ngày cuối tuần sẽ là một ngày bứt phá phá vỡ cái trending hàng của thị trường. Với cái dòng tiền nó như vậy thì cái cơ hội đầu tư chúng ta nó tương đối là rõ ràng đó. Nên mọi người có cổ phiếu các nhóm ngành như là đầu tư công này, như là chứng khoán đúng không, thì mọi người cứ cầm chặt.
hoặc là một số nhóm ngành phụ như là nhóm ngành gì ạ, đạm Cà Mau, nhóm đạm đi, nhóm đạm D và C cũng đang có sự phục hồi tương đối là tốt đúng không? Và có thể là nhóm ngành phân bón sẽ phục hồi, những cái gọn yếu hơn như đạm Cà Mau là Phú Mỹ thì nó cũng có sự phục hồi nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái yếu tố nó chưa rõ ràng đúng không, nó chưa chưa rõ ràng để có thể thu hút được dòng tiền. Nhưng nếu mọi người cứ cầm, có hàng con này thì cứ cầm nhá. Đó. Hay một số nhóm ngành khác như là PNG, nhóm ngành dệt may cũng đang trực chờ bứt phá cái vùng 20 rồi, hay là Hưu cũng vậy, Hưu nó sẽ khỏe hơn đúng không? Hưu Hưu này là phiên rất là đẹp chứ đúng không, khi mà vượt cái vùng đỉnh như này và nó không có dấu hiệu mà bị gì ạ, nó bị bán ngược trở lại đó, thì khả năng Hưu ngày mai sẽ tiếp tục tăng. Nếu mọi người đầu tư con Hưu ấy thì mai mọi người thể lựa chọn nhặt quanh giá 26 đó. Thực ra thì Hưu nó phù hợp với đầu cơ hơn, còn cơ bản của Hưu bây giờ em thật là em chưa nắm rõ được doanh nghiệp nào để đưa với những đầu tư nó phù hợp cả đó, nên là mọi người sẽ mua cái dòng tiền và đầu cơ cho cổ phiếu nhé đó. Thì video của em xin phép đến đây là kết thúc, nếu mà mọi người thấy hay có thể like và subscribe video giúp em. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe.